giang tay ôm mà chơi rộng trẻ hơn hơn già. Chào tất cả anh em, hôm nay mình lại đi bẫy cò. Hôm qua một đàn cò trắng rất đông ở đây, bây giờ là trên này là lạnh, mình dùng đàn cò này cho nhựa nó chảy ra. Giờ để mình đi cắm, hướng dẫn anh em cách cắm que cò. Rất nhiều anh em hỏi là cách cắm như nào, mình cắm cho anh em xem. Cắm rất chi là nhẹ thôi, không cần nặng đấy, bởi vì que nó phải đổ ra nó ôm được vào cánh cò. Cắm to le kéo ra 35-40 phân. Đây. Mình cắm này là để vào có bầy đây, mình không biết lay nó có về không. Tí nữa bầy mà về thì mình sẽ trực tiếp quay cho anh em xem. Xin chào tất cả anh em, đã bày trận xong, bắt đầu giờ mình làm cắm nhé, anh em xem. Chỗ xấu. Bố này. Đẹp thì để cho con cò thật nó đỗ. Anh em lưu ý là mình cắm để con cò đấy, tỉnh con cò xem là nó những thế con cò nó đỗ. Nó để con nó ngửa con nó. Anh em cắm bầy trận cò giá nhé. Xấu đẹp để cho con kia xuống. Ồ, là mình về mình điều chỉnh tùy theo mình nè, điều chỉnh như nào. Rồi giờ anh em tôi sẽ dựng lều chờ đợi kết quả.
ai cũng không biết không bắt cái này. À quả to lắm, ui quả này. Quả này to thật. Ui. Túi đâu? Túi trong nhà bà. Đó chó nó cắn. Không, đậy. Ui là sao? Đông thêm vào không xuống mũi con. Mày không biết được bảo. Giờ về anh đây. Rồi anh em. Đứng quá con thua. Nhưng mà không sao, con bảo là mình ngồi đánh điện tử là không quay được trực tiếp hết pin. Rồi, cái từ này có đây. Nhựa đây. Keo đây anh em. Đấy. Có giá đây. Đặc biệt hôm nay tôi đánh được con quả chúa. Cho các anh em xem luôn quả chúa. Không về, không về. Ấy da. Đánh rất chi là nhiều cỏ nhưng chưa giờ được con cỏ to này. Quả đây quả chúa. Đảng con to con bé. Mà đánh điện tử hết pin này. Không quay trực tiếp nó xuống được. Chơi rượu chè. Giang tay ôm. Mà chơi rượu chè bên đây. Ra. Nếu mà cho vào bao này, nó ra cho khổ. Bất bào là bất bào em liên tục luôn. Không ạ. Vâng. Cô về trước nha. Anh em lưu ý nhé, bắt được thì khâu mắt vào như này nhé. À,